Bây giờ con gái, trước khi con gái lấy chồng, mẹ chỉ mong rằng là các con sống với nhau, mong các con là trăm năm hạnh phúc. Trong cuộc sống thì rất là nhiều những cái vấn đề, nhưng mà mong các con nhường nhịn nhau để sống, và mẹ cũng mong như vậy thôi. Hôm nay là bố mẹ gửi con gái về nhà chồng. Đấy, thì một là chúc con là mạnh khỏe, hai con là trăm năm hạnh phúc, sống tốt cho đời, đối chân xử thế, đối nội đối ngoại làm sao cho khéo, hòa thuận giữa hai bên. Bố mẹ cũng chúc hai con nhanh sớm có cháu trai cháu gái, nội ngoại vui. Ok, em gọi là áo dài đẹp. Không dễ, không dài. Hôm nay được ngày lành tháng tốt, hai gia đình họ Hồ và họ Lê của chúng ta chính thức trở thành thông gia với nhau, để vun đắp hạnh phúc lứa đôi cho hai cháu. Và chúng ta cùng mong cho cuộc sống của hai cháu Đắc An và Thu Thanh luôn được đủ đầy, hạnh phúc và mạnh khỏe. Tôi xin chấp nhận hoàn toàn một đồ lễ vật của gia đình của nhà trai và tới của nhà gái. Và giờ phút này chúng tôi sẽ cưới cô dâu cháu chúng tôi và nhà ta. Từ bây giờ cháu trở thành dâu con của gia đình và rể thì cũng thành con cháu của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn từ giờ phút này. Từ nay là em bàn giao cho chị. À, anh chị không có gì hơn là ngày vui của em, thì mong là em gái của mình sẽ tìm được bến chỗ thực sự hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất, lúc nào cũng sẽ cười tươi như khi ở với bố mẹ, với anh chị. Chúc mừng em cái ngày này là ngày hạnh phúc của hai đứa em, có vấn đề gì thì cũng nhớ đến cái ngày này, là cái ngày vui nhất. Thôi chúc mừng và phần hạnh phúc hai em. Tin tưởng để trao cháu Thu Thanh về làm dâu làm con trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng
để chăm sóc dạy bảo cháu. Chúng tôi xin cảm ơn gia đình. Chúc anh em với hai vợ chồng sống trăm năm hạnh phúc, sẽ cuộc đời bình an. Đại diện anh em chúc cho là Đắc Anh và cô dâu sẽ là sớm sinh quý tử hạnh phúc và lăng long cầu bạc. 1, 2, 3, chào chào hạnh phúc. Em biết không, năm hồi đó anh đang thấy cô đơn. Đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh. Yêu em tất cả chân thành. Cứ từ lúc em sang nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hay đây mình đã lên cơn. Nên chẳng thì anh nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không? Tôi mà Đắc An và Thu Thanh đã tìm hiểu và yêu thương nhau được sự vun đắp của gia đình hai bên. Các bạn đã biết cho đời gắn bó kết nghĩa phù thê. Cùng với lời cảm ơn sâu sắc, chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn được dồi dào sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.